Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trong ngày mới kịp có tìm cầu, con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ như lai nghị nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Kim Cang Minh tối Thắng Vương quyển 4, phẩm 6. Đà La Ni tối Tịnh Địa. Mấy giờ? Bồ Tát Sư Tự Tướng vô ngại quan diệm, cùng giới chứa lượng ức đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, sự áo bày vai phải. Quý phải quỳ xuống đất chắp tay cung kính đảnh lễ dưới chân Đức Phật. Dìu các loại hương hoa, cờ phướng và lòng báu để cúng dường. Rồi bạch Đức Phật rằng: Và Thế Tôn, phải nhờ bao nhiêu nhân viên mới được tâm Bồ Đề? Thế nào là tâm Bồ Đề? Bạch Thế Tôn, tức là đối với Bồ Đề, tâm hiện tại chẳng thể đạt được, tâm vị lai chẳng thể đạt được, tâm quá khứ chẳng thể đạt được. Lìa khỏi Bồ Đề thì tâm Bồ Đề cũng chẳng thể đạt được. Bồ Đề là chẳng thể ngôn thuyết, tâm cũng không sắc, không tướng, không có sự nghiệp, chẳng phải có thể tạo tác, chúng sinh cũng chẳng thể đạt được, cũng chẳng thể biết. Bạch Thế Tôn, nghĩa thầm thâm của các pháp, làm sao là có thể biết được? Đức Phật bảo: Này Thiện Nam, đúng vậy, Bồ Đề với diệu, sự nghiệp tạo tác đều chẳng thể đạt được. Nếu lìa khỏi Bồ Đề, thì tâm Bồ Đề cũng chẳng thể đạt được. Bồ Đề là chẳng thể nói, tâm cũng chẳng thể nói, không sắc, không tướng, không sự nghiệp, tất cả chúng sinh cũng chẳng thể đạt được. Vì sao? Vì Bồ Đề và tâm đồng với chân như, chủ thể chứng và đối tượng chứng đều bình đẳng, chẳng phải không có các pháp mà có thể rõ biết. Này Thiện Nam, Đại Bồ Tát biết như vậy thì mới được gọi là thông đạt các pháp. Khéo nói Bồ Đề và tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại, tâm cũng như vậy, chúng sinh cũng như vậy, trong đó hai tướng thật sự chẳng thể đạt được. Vì sao? Vì do tất cả pháp đều không sanh vậy, Bồ Đề chẳng thể đạt được, tâm Bồ Đề cũng chẳng thể đạt được, chúng sinh tới chúng sinh chẳng thể đạt được, thanh văn tới thanh văn cũng chẳng thể đạt được, độc giác tên độc giác chẳng thể đạt được, Bồ Tát tới Bồ Tát chẳng thể đạt được, Phật tên Phật chẳng thể đạt được, hành chẳng phải hành cũng chẳng thể đạt được, tên hành chẳng phải tên hành cũng chẳng thể đạt được. Do chẳng thể đạt được nên ở trong tất cả pháp tịch tịnh mà được an trụ. Điều này đưa theo tất cả các lành công đức mà được sinh khởi. Này Thiện Nam, với như núi báu Chúa Tu Di, ích lợi cho tất cả, tâm Bồ Đề này làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, đó gọi là nhân thứ nhất, bố thí Ba La Mật. Này Thiện Nam, với như đại địa trình giữ mọi vật, đó gọi là nhân thứ hai, trì giới Ba La Mật. Với như sư tử có uy lực lớn, một mình bước đi không sợ hãi, lìa khỏi sự kinh sợ, đó gọi là nhân thứ ba, nhẫn nhục Ba La Mật. Với như vầng trăng, với như vầng gió năng lực na la duyên mạnh mẽ nhanh chóng, lòng chẳng thoái lui, đó gọi là nhân thứ tư, tinh tấn Ba La Mật. Với như lầu bảy báu có bốn, có đường bốn thềm bậc, gió mát thổi đến bốn cửa, cảm nhận niềm vui yên ổn, kho tàng pháp thiền định tràn đầy, đó gọi là nhân thứ năm, thiền Ba La Mật. Với như ánh sáng vầng mặt trời sáng chói chang, tâm này có thể nhanh chóng phá diệt tối tâm của chúng sinh sinh tử, đó gọi là nhân thứ sáu, trí tuệ Ba La Mật. Với như vị thương chủ có thể khiến cho tất cả các ước nguyện đều thỏa mãn đầy đủ, tâm này có thể thoát khỏi con đường hiểm nguy sinh tử, được cho bỏ công đức, đó gọi là nhân thứ bảy, phương tiện thắng trí Ba La Mật. Với như mặt trăng tròn sáng trong không, không bị che ngăn, tâm này có thể thanh tịnh đầy đủ đối với tất cả cảnh giới, đó gọi là nhân thứ tám, nguyện Ba La Mật. Với như vị chủ binh bảo thần của chủ luân thánh dương, tùy ý tự tại, tâm này có thể khéo léo làm trang nghiêm cõi nước Phật thanh tịnh, công đức không lường, lợi ích cho khắp các quần sinh, đó gọi là nhân thứ chín, lực Ba La Mật. Với như hư không và chuyển luân thánh vương, tâm này có thể đối với tất cả cảnh giới không có chướng ngại, đối với tất cả nơi chốn đều được tự tại đạt đến địa vị quán đảnh, đó gọi là nhân thứ 10, trí Ba La Mật. Này Thiện Nam, đó gọi là 10 loại nhân của tâm Bồ Đề của Đại Bồ Tát. 10 nhân như vậy không phải tu hành. Này Thiện Nam, nương theo năm pháp Đại Bồ Tát thành tựu Bố Thí Ba La Mật, những gì là năm: 1. Tính căn, 2. Từ bi, 3. Tâm không ham muốn, 4. Giáo hóa tất cả chúng sinh, 5. Nguyện cầu trí nhất thiết trí. Này Thiện Nam, đó gọi là Đại Bồ Tát thành tựu Bố Thí Ba La Mật. Này Thiện Nam, lại nương vào năm pháp Đại Bồ Tát thành tựu trì giới Ba La Mật, những gì là năm: 1. Ba nghiệp thanh tịnh, 2. Không để tất cả chúng sinh tạo tác nhân duyên phiền não, 3. Đóng các đường ác, mở cửa đường thiện, 4. Vượt qua quả vị thanh văn độc giác, 5. Đầy đủ tất cả công đức. Này Thiện Nam, đó gọi là Đại Bồ Tát thành tựu trì giới Ba La Mật. Này Thiện Nam, lại nương vào năm pháp Đại Bồ Tát thành tựu nhẫn nhục Ba La Mật, những gì là năm:
một có thể điều phục tham sân phiền não, hai chẳng tiếc thân mạng chẳng cầu an lạc, ngừng diệt các tưởng. Ba, tư duy về nghiệp quá khứ, gặp khổ có thể cảm nhận. Bốn, phát tâm từ bi thành tựu các căn làm cho chúng sinh. Năm, được pháp nhẫn vô sinh sâu xa. Này thiện nam, đó gọi là Bồ Tát thành tựu nhẫn nhục ba la mật. Này thiện nam, lại nương vào năm pháp đại Bồ Tát thành tựu tu tấn ba la mật, những gì là năm: một, chẳng ưa ở chung cùng các phiền não; hai, phước đức chưa đủ thì chẳng nhận sự an vui; ba, đối với khổ hạnh khó thực hành chẳng sinh lòng chán nản; bốn, trùng đại từ bi làm lợi cho tất cả, phương tiện làm cho tất cả chúng sinh đều thành tựu; năm, nguyện cầu quả vị không thoái chuyển. Này thiện nam, đó gọi là đại Bồ Tát thành tựu tinh tấn ba la mật. Này thiện nam, lại nương vào năm pháp đại Bồ Tát thành tựu thiền ba la mật, những gì là năm: một, bao gồm các thiện pháp khiến cho chẳng tản mất; hai, thường nguyện giải thoát chẳng chấp chặt vào nhị biên; ba, nguyện được thần thông thành tựu các thiện căn cho chúng sinh; bốn, vì làm thanh tịnh pháp giới nên diệt trừ tâm cấu bẩn; năm, đoạn trừ phiền não căn bản cho chúng sinh. Này thì nam, đó gọi là đại Bồ Tát thành tựu thiền ba la mật. Này thì nam, lại nương vào năm pháp đại Bồ Tát thành tựu trí tuệ ba la mật, những gì là năm: một, thường cúng dường gần gũi tất cả các đức Phật Bồ Tát và các bậc trí tuệ sáng suốt không hề nhàm chán; hai, được các đức Phật Như Lai nói pháp thậm tâm, lòng thường ưa nghe không biết chán; ba, trí tuệ thù thắng khéo léo phân biệt về lý chân lễ tục; bốn, nhanh chóng đoạn trừ các phiền não khiến kiến tư hoạt; năm, các nghề nghiệp thế gian pháp năm minh đều thông đạt hết. Này thì nam, đó gọi là đại Bồ Tát thành tựu trí tuệ ba la mật. Này thì nam, lại nương vào năm pháp đại Bồ Tát thành tựu phương tiện ba la mật, những gì là năm: một, thông đạt tất cả các cái ý ưa phiền não tâm và hành động sai biệt của tại chúng sinh; hai, tâm hiểu rõ vô lượng các pháp môn đối trị; ba, thiền định đại từ bi ra vào tự tại; bốn, đối với các ba la mật đều nguyện tu hành thành tựu đầy đủ; năm, tất cả Phật pháp đều nguyện thông hiểu thì bao gồm không sót. Này thì nam, đó gọi là đại Bồ Tát thành tựu phương tiện thánh thiên ba la mật. Này thì nam, lại nương vào năm pháp đại Bồ Tát thành tựu nguyện ba la mật, những gì là năm: một, đối với các tất cả pháp từ xưa đến nay chẳng sinh chẳng diệt, chẳng phải có chẳng phải không, lòng được an trụ; hai, quan sát tất cả pháp nghĩa lý phi diệu, liệu có bẩn tâm tịnh, lòng được an trụ; ba, qua tất cả tưởng là cho như căn bản không tạo tác không vận hành chẳng đổi khác chẳng lay động, lòng được an trụ; bốn, vì muốn lợi ích việc của các chúng sinh nên ở trong tục đế, lòng được an trụ; năm, đối với samatha và vipassana đồng thời vận hành, lòng được an trụ. Này thì nam, đó gọi là đại Bồ Tát thành tựu nguyện ba la mật. Này thì nam, là có năm pháp đại Bồ Tát thành tựu lực ba la mật, nghĩa như là năm: một, nhiều năng lực chánh trí có thể biết rõ tâm hành thiện ác của tất cả chúng sinh; hai, có thể khiến cho tất cả chúng sinh tự nhập vào pháp ví dụ thọng tâm; ba, biết rõ chân thật tất cả chúng sinh luân hồi sinh tử theo chuyên nghiệp của họ; bốn, đối với ba loại căn tánh của các chúng sinh dùng năng lực chánh trí có thể phân biệt biết được; năm, đối với các chúng sinh theo đúng như lý thì họ giả nói khiến cho họ cho trồng thiện căn được thành tục độ tác được là nhờ năng lực trí tuệ. Này thì nam, đó gọi là đại Bồ Tát thành tựu lực ba la mật. Này thì nam, lại nương vào năm pháp đại Bồ Tát thành tựu trí ba la mật, những gì là năm: một, có thể đối với các pháp phân biệt được thiện ác; hai, xa lìa các pháp bất tịnh gồm theo các pháp thanh tịnh; ba, không chán sinh tử chẳng ham nước bàn; bốn, điều hành phước trí đến chỗ hoàn hảo; năm, thọ nhận sự quán đỉnh thù thắng có thể được những pháp bất cộng của chư Phật và trí nhất thiết trí. Này thì nam, đó gọi là đại Bồ Tát thành tựu trí ba la mật. Này thì nam, ý nghĩa của ba la mật là gì? Đó là tu tập lợi ích thù thắng là nghĩa của ba la mật, viên mãn vô lượng trí tuệ sâu xa là nghĩa của ba la mật, tâm không chấp thủ vào pháp tạo tác hay chẳng tạo tác là nghĩa của ba la mật, giác ngộ và quan sát chân chánh nỗi lòng của sinh tử công đức của niết bàn là nghĩa của ba la mật, giáo hóa tất cả kẻ vô người trí là nghĩa của ba la mật, có thể hiện vô số pháp châu báu vi diệu là nghĩa của ba la mật, trí tuệ vô ngại giải thoát đầy đủ là nghĩa của ba la mật, phân biệt đúng đắn về pháp giới chúng sinh giới là nghĩa của ba la mật, bố thí trí tuệ đạt đến không thoái chuyển là nghĩa của ba la mật, khiến cho pháp nhẫn cho sinh được đầy đủ là nghĩa của ba la mật, khiến cho thiện các công đức của tất cả chúng sinh được thành tựu thành thục là nghĩa của ba la mật, có thể đối với bồ đề thành tựu nguyện lực của Phật bốn vô sở ý những pháp bất cộng là nghĩa của ba la mật, sinh tử niết bàn biết rõ không có hai tướng là nghĩa của ba la mật, cứu độ tất cả là nghĩa của ba la mật, tất cả ngoại đạo đến vấn nạn có thể giải thích khéo léo
khiến cho họ đều bị điều phục là nghiệp của Bà La Mật. Có thể chuyển pháp luân 12 hành vi diệu là nghiệp của Bà La Mật. Không tham đắm, không kiến chấp, không bị các nạn là nghiệp của Bà La Mật. Này Thiện Nam, Bồ Tát Địa Thế Nhất, thì tướng này hiện trước Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, vô lượng vô biên, đủ loại pháp báu, không đều, không đâu chẳng tràn đầy, Bồ Tát đều thấy. Này Thiện Nam, Bồ Tát ở địa thứ hai, thì tướng này hiện trước Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, đất bằng phẳng như bàn tay, được trang trí bằng vô lượng vô biên, các loại pháp báu thanh tịnh, màu sắc đẹp đẽ, Bồ Tát đều thấy. Này Thiện Nam, Bồ Tát ở địa thứ ba, thì tướng này hiện trước tướng mão hùng dũng, áo giáp và vũ khí trang nghiêm, tu phục tất cả quán địch, Bồ Tát đều thấy. Này Thiện Nam, Bồ Tát ở địa thứ tư, thì tướng này hiện trước bốn phương có gió chuyển, các loại hoa đẹp tung rải khắp mặt đất, Bồ Tát đều thấy. Này Thiện Nam, Bồ Tát ở địa thứ năm, thì tướng này hiện trước có nhiều bảo nữ, khắp thân trang sức bằng nhiều chuỗi ngọc báu, đồng đội mũ hoa quý báu, Bồ Tát đều thấy. Này Thiện Nam, Bồ Tát ở địa thứ sáu, thì tướng này hiện trước ao hoa bảy báu có bốn đường thềm, cát vàng trải khắp thanh tịnh không bẩn, nước tám công đức tràn đầy, hoa ôm ôn bát la, hoa câu Phật đầu, hoa phân đà lợi, tùy chen nhau đua nở đẹp đẽ, dạo chơi vui vẻ nơi ao hoa, mát mẻ không gì sánh bằng, Bồ Tát được thấy. Này Thiện Nam, Bồ Tát ở địa thứ bảy, thì tướng này hiện trước ở trước Bồ Tát có các chúng sinh đáng bị đọa địa ngục, chỉ năng lực Bồ Tát được liền được sinh thiên, chẳng bị đọa địa ngục, không có tổn thương, cũng không kính sợ, Bồ Tát đều thấy. Này Thiện Nam, Bồ Tát ở địa thứ 8, thì tướng này hiện trước ở hai bên thân sư tử, thân quá sư tử vương hộ vệ, tất cả mọi loài thú đều kính sợ, Bồ Tát đều thấy. Này Thiện Nam, Bồ Tát ở địa thứ 9, thì tướng này hiện trước thánh dương chuyển luân, do vô lượng ức chúng gia quanh cúng dường, trên đỉnh che lọng trắng được trang trí bằng vô lượng cho báu, Bồ Tát đều thấy. Này Thiện Nam, Bồ Tát ở địa thứ 10, thì tướng này hiện trước theo Như Lai màu vàng trồng được rỡ, dưới vô lượng ánh sáng thanh tịnh đều viên mãn, có vô lượng ức phạm vương vây quanh cung kính. Như Lai vận chuyển pháp luân vô thượng với diệu, Bồ Tát đều thấy. Này Thiện Nam, vì sao địa thứ nhất gọi là hoan hỷ? Nghĩa là mới chứng được tâm xuất thế, trước đây chưa được mà nay mới được. Đối với việc lớn đúng như sở nguyện đều thành tựu tất cả, sinh ra vô cùng vui mừng. Vậy nên địa thứ nhất gọi là hoan hỷ. Nhận cấu quế phi tế, lỗi lầm phạm giới để được thanh tịnh, nên địa thứ hai gọi là vô cấu. Vô lượng ánh sáng trí tuệ tới muộn chẳng thể lao động, không thể thu phục. Văn trì Đà La Ni làm căn bản, nên địa thứ ba gọi là minh địa. Dùng lửa trí tuệ thiêu đốt các phiền não, tăng trưởng ánh sáng tu hành các pháp để nó giác ngộ, nên địa thứ tư gọi là diêm địa. Tu hành phương tiện thắng trí tự tại khó, rất khó được, điều phục được phiền não khiến kiến tư hoặc khó phục, nên địa thứ năm gọi là năng thắng. Hành pháp nối tiếp nhau, do đó hiển hiện tu duy vô tướng đều hiện tiền, nên địa thứ sáu gọi là hiện tiền. Tư duy vô lậu không gián đoạn, vô tướng tăng muội giải thoát, tu hành cao vời, đời này thanh tịnh không có chướng ngại, nên địa thứ bảy gọi là viễn hành. Tư duy vô tướng tu đạt được tự tại, các phiền não chẳng thể khiến cho dao động, nên địa thứ tám gọi là bất động. Nói tất cả pháp có vô số sai biệt đều được tự tại, không lo âu, không lệ thuộc, tăng trưởng trí tuệ, tự tại vô ngại, nên địa thứ chín gọi là thiền tuệ. Pháp thân như hư không, trí tuệ như vầng mây lớn có thể che phủ tất cả, nên địa thứ mười gọi là pháp vân. Này Thiện Nam, dù mình chấp thủ có tướng ngã, pháp và vô minh sợ hãi được các ác sinh tử, hai chướng vô minh này ở địa thứ nhất. Vô minh phạm các học xứ vi tế và vô minh phát khởi các nghiệp mà hành, hai chướng vô minh này ở địa thứ hai. Vô minh chưa được khiến cho được nắm nhiễm, vì vô minh chướng ngại tổng trì thu thắng, hai chướng vô minh này ở địa thứ ba. Vô minh chuyên mừng tham đắm thiền và vô minh ưa thích pháp thanh tịnh ví diệu, hai chướng vô minh này ở địa thứ tư. Vô minh muốn quay lưng với sinh tử và vô minh mong đạt đến niết bàn, hai chướng vô minh này ở địa thứ năm. Vô minh quan sát hành lưu chuyển, vô minh hiện ra tướng cô, hai chướng vô minh này ở địa thứ sáu. Vô minh các tướng hiện hành vi tế, vô minh vô tướng khởi ý an vui, hai chướng vô minh này ở địa thứ bảy. Vô minh quán công dụng của vô tướng, vô minh chấp tướng tự tại, hai chướng vô minh này ở địa thứ tám. Vô minh chưa đạt thiện xảo về nghĩa vô ngại và pháp vô ngại, vô minh đối với từ biện tài chẳng thể theo ý muốn,
Tha cho chúng mình ở địa thứ chín, chúng mình đối với đại thần thông chưa được tự tại biến hiện, chúng mình chưa hiểu thấu rõ những vi tế bí mật. Tha cho chúng mình ở địa thứ 10, chúng mình hiểu biết chướng ngại đối với tất cả cảnh giới vi tế của mình nặng nề và các phiền não vi tế. Tha cho chúng mình ở Phật địa này thì nam đã bảo thắc ở trong địa thứ nhất thực hành thí ba la mật, ở địa thứ hai thực hành giới ba la mật, ở địa thứ ba thực hành nhẫn ba la mật, ở địa thứ tư thực hành tinh tấn ba la mật, ở địa thứ năm hành định ba la mật, ở địa thứ sáu thực hành tuệ ba la mật, ở địa thứ bảy thực hành phương tiện thắng trí ba la mật, ở địa thứ tám thực hành nguyện ba la mật, ở địa thứ chín thực hành lực ba la mật, ở địa thứ 10 thực hành trí ba la mật. Này thì nam đại bồ tát ban đầu mới phát tâm giáo hóa có thể sinh ra tam ma địa diệu bảo. Bồ tát ở địa thứ hai phát tâm giáo hóa có thể sinh ra tam ma địa khả ái lạc. Ở địa thứ ba phát tâm giáo hóa có thể sinh ra tam ma địa năng động. Ở địa thứ tư phát tâm giáo hóa có thể sinh ra tam ma địa bất phá chuyển. Ở địa thứ năm phát tâm giáo hóa có thể sinh ra tam ma địa bảo hoa. Ở địa thứ sáu phát tâm giáo hóa có thể sinh ra tam ma địa nhập viên quan diệm. Ở địa thứ bảy phát tâm giáo hóa có thể sinh ra tam ma địa nhất thiết nguyện như ý thành tựu. Ở địa thứ 8 phát tâm giáo hóa có thể sinh ra tam ma địa hiện tiền chứng trụ. Ở địa thứ 9 phát tâm giáo hóa có thể sinh ra tam ma địa trí tạng. Ở địa thứ 10 phát tâm giáo hóa có thể sinh ra tam ma địa dụng tiếng. Này thì nam, đó gọi là 10 loại phát tâm của đại bồ tát. Này thì nam, đại bồ tát ở địa thứ nhất này được đà la ni tên là Y Công Đức Lực. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói chú rằng: Đấy đi ta bô lục nỉ mạng nô lập thế độc khổ, độc khổ, độc khổ, gia bạc, tô lợi du, a bà bà đắc đẻ, gia bạc, chiên đạt la, điêu đắc đẻ, đa bạc, đạt lạc, xoa mạc, xoa mạng, đan trà bác lợi, hà lam, củ lỗ, tái hà. Này thì nam, đà la ni này do các đức Phật nhiều hơn số các trong một sông Hằng nói để ủng hộ đà bồ tát địa thứ nhất. Nếu người nào đọc tụng tòa trì chú đà la ni này thì được thoát tất cả những sợ hãi giờ cọp xó sẽ tử, các loài thú dữ, tất cả ác quỷ, người chẳng phải người, oán thù, tai nạn và các khổ não, được giải thoát năm chướng và chẳng quên người đến địa thứ nhất. Này thì nam, đại bồ tát ở địa thứ hai được đà la ni gọi là thiện an lạc trụ. Đá đi tha ôm xiển lý chắc lý chắc lý ôm xiển la xiển la nam thiện, đổ ôn, xiển lý, hồ lỗ, tái hà. Này thì nam, đại la ni này là của chư Phật nhiều hơn số các trong hai sông Hằng. Nó để ủng hộ đại bồ tát địa thứ hai. Nếu người nào trì tụng chú đại la ni này thì thoát khỏi những nỗi kinh sợ ác thú, ác quỷ, người chẳng phải người, oán thù tai nạn và các khổ não, được giải thoát năm chướng và chẳng quên người đến địa thứ hai. Này thì nam, đại bồ tát ở địa thứ ba được đà la ni gọi là năng thắng lực. Đá địa ta đan trạch chỉ bát trạch chỉ yết lạc trí cao lạc trí kê do lý đan trí lý tá hà. Này thì nam, đà la ni này là của chư Phật nhiều hơn số các trong ba sông Hằng. Nói để ủng hộ đà bồ tát địa thứ ba, nó có người trì tụng chú đà la ni này thì thoát được những nỗi kinh sợ ác thú, ác quỷ, người chẳng phải người, án thù tai nạn và các khổ não, để giải thoát năm chướng và chẳng quên nghĩ đến địa thứ ba. Này thì nam, đại bồ tát ở địa thứ tư được đà la ni gọi tên là đại lợi ích. Đại địa tha thất lị đà nhị nỉ đà lý nỉ thất lị nỉ tỳ xá la ba thế ná bạn đà nhị đế ta hà. Này thì nam, đại lợi ích này là của chư Phật nhiều hơn số các trong bốn sông Hằng. Nó để hộ trì đại bồ tát địa thứ tư, nó có người trì tụng chú đà la ni này để thoát khỏi những sự kinh sợ ác thú, ác quỷ, người chẳng phải người, oán thù tai nạn và các khổ nạn, để giải thoát năm chướng chẳng quên nghĩ đến địa thứ tư. Này địa nam, đại bồ tát ở địa thứ năm được đà la ni gọi là chủng chủng công đức trang nghiêm. Đại địa tha hà lý nãy già lý già lý nãy yết lạc ma nãy tăng yết lạc ma nãy tam ba sơn nỉ chim bạc nỉ tất đam bà nỉ mô hán nỉ toái diêm bộ bệ tá hà. Này thì nam, đà la ni này là của chư Phật nhiều hơn số các trong năm sông Hằng. Nó được hộ trì đà bồ tát địa tứ năm. Nếu có người thì tụng chú đà la ni này thì được thoát khỏi các nỗi kinh sợ về ác thú ác quỷ, người chẳng phải người,
oán thù, tai nạn và các khổ não được giải thoát tâm chốn và chẳng quên nghĩ đến địa thứ năm. Này thiện nam, đại bồ tát ở địa thứ sáu được đà la ni gọi là viên mãn trí, đã được tha tỳ tỷ lý, tỳ tỷ lý, ma lý nỉ, ca lý, ca lý, tỳ độ hán đệ, lỗ lỗ, lỗ lỗ, chủ lỗ, chủ lỗ, độ lỗ bà, độ lỗ bà, sa sẻ thiết giả bà lý xá tai, tất đệ tác bà tác đoả nam, tất điện độ mạng đát la bát đà nỉ tá hà. Này thì nam, đà lên đây này là của chư Phật nhiều hơn số các trong 66.000 nói được hồi trì đại bồ tát ở địa thứ sáu. Nếu có người trì tụng chú đà lên đây này thì được thoát khỏi những lỗi kinh sợ và ác thú ác quỷ, người chạm phải người oán thù tai nạn và các khổ nạn, được giải thoát năm chướng và chẳng quên nghĩ đến địa thứ sáu. Này thì nam, đà bồ tát ở địa thứ bảy được đà lên đây gọi là pháp thắng thắng hạnh, để đi tha trước hai, trước hai lỗ, trước hai, trước hai, trước hai lỗ, tỳ bà chỉ, tỳ bà chỉ, a mật lật đa đề hán nỉ, bột lý sơn nỉ, tỳ lỗ sắc chỉ, mà lỗ phật đẻ, tỳ đề hê chỉ, tần đà mẹ lý nhĩ, a mật lý đề chỉ, bạc hổ chủ vũ, bạc hổ chủ vũ tái hà. Này thì nam, đà đây này là của chư Phật nhiều hơn số các trong bài sống hàng nói đều hồ trì đà bà tát địa thứ bảy. Nếu người nào trì tụng chú đà lên nơi này thì được thoát khỏi những nỗi sợ hãi và ác thu ác quỷ, người chẳng phải người oán thù tai nạn và các khổ não, được giải thoát năm chướng và chẳng quên người đến địa thứ bảy. Này thì nam, đà bà tát ở địa thứ tám được đà lên nơi gọi là vô tận tạng, lấy đi tha thất lì, thất lì, thất lì nỉ, mật đệ, mật đệ, yết lý, yết lý ế, lỗ ế, lỗ, chủ lỗ, chủ lỗ, bạn đà nhị tái hà. Này thì nam, đà lên đi này là của chư Phật nhiều hơn số các trong 8 sống hàng ở được hộ trì đà bà tát địa thứ 8. Nếu người nào trì tụng chú đà lên đi này thì được thoát khỏi những nỗi kinh sợ và ác thú ác quỷ, người chạy tới người phán thù tai nạn như các khổ não, được giải thoát, được giải khỏi năm chướng và chẳng quên nghĩ đến địa thứ 8. Này thì nam, đà bà tát ở địa thứ 9 được đà lên đi gọi là vô lượng môn, đế đi tha ha lý chiên trà lý chỉ, cô lam bà lạc rễ lô đô lạc tử, bà tra tử, thất lị, thất lị ca, thất lý ca, thất thất lị tá, tất đẻ tác bà tác đoả nam tá hà. Này thì nam, đà lên đi này là lời của chư Phật nhiều hơn số các trong 9 sông hằng nói được hộ trì đà bà tát địa thứ 9. Nếu người nào trì tụng chú đà lên đi này thì có khỏi, có được khỏi những sự kinh sợ của ác quỷ, người chẳng phải người oán thù tai nạn và các khổ não, được giải thoát khỏi năm chướng và chẳng quên nghĩ đến địa thứ 9. Này thì nam, đà bà tát ở địa thứ 10 được đà la ni gọi là phá kim cang sơn, đã đi tha tất đề tô tất đề mô chiết nỉ mộc sắc nỉ tỳ mộc đệ am mạc lệ tỳ mạc lệ niết mạc lệ mang yết lệ tê la nhã yết bệ hạc lạc đát na yết bệ tá mạng đa bạc điệt lệ tác bà ác tha ta đang nỉ ma nại tư mạc hà ma nại tư ác bộ đẻ thất bộ đẻ a lại thệ tỳ lạc thệ ác chủ đẻ em mật lập đẻ a lại thệ tỳ lạc thệ bạc la mê bạc la hám ma ta lệ bộ lạc nỉ bộ lạc na mạng nô lạc thế tả hà. Này thì nam, câu các tường quán định đà la ni là của các đức Phật nhiều con số khác trong 10 sống hàng nói đều hội trì đà bà tát địa thứ 10. Nếu người nào trì tụng chú đà la ni này thì phải được thoát khỏi các nỗi sợ hãi và ác thu ác quỷ, người chẳng phải người oán thù tai nạn và tất cả độc hại đều được diệt trừ, giải thoát tâm chớ và chẳng quên nghĩ về địa thứ 10. Nếu bây giờ bồ tát sư tử tướng vô ngại quan diện nghe đức Phật nói những đà la ni chẳng thể nghĩ bằng này, rồi liền đứng dậy xẻ áo bày pháp phải, quỳ pháp phải xuống đất, đứng chắp tay cung kính đền lại dưới chân đức Phật, nói kệ khen ngợi đức Phật. Để đấng không sánh bằng, pháp vô tướng sâu xa, chúng sinh mất chánh tri, chỉ có Phật cứu độ, tòa nhã Như Lai sáng, chẳng thấy một pháp tướng, dương pháp nhãn chân chánh, soi khắp chẳng nghĩ bàn, chẳng sinh ở một pháp, cũng chẳng diệt một pháp.
Do nhìn thấy bình đẳng được đến chỗ vô thượng, chẳng hoại trong sinh tử, cũng chẳng trụ niết bàn cho nắm giữ nhị biên, vì vậy chứng viên tịch với thanh tịnh bất tịnh. Thế Tôn biết một vị do chẳng phân biệt pháp nên thanh tịnh bậc nhất. Thân Thế Tôn vô biên, dù không nói lời nào cũng khiến các đệ tử được mưu pháp đầy đủ. Phật quán tướng chúng sinh tất cả đều vốn thông, nhưng với người khổ não Phật luôn luôn cứu giúp. Khổ lạc ngã vô ngã, thường và vô thường, chẳng một cũng chẳng khác, chẳng gì cũng chẳng sinh, nhiều các nghĩa như vậy. Tuy nói có sai biệt như tiếng vọng trong hang, chỉ có Phật và biết thế giới không phân biệt nên không có thừa khác, vì hóa độ chúng sinh phân biệt nói ba thừa. Bây giờ vua trời là Phạm Tự Tại cùng đứng dậy sẽ bày vái phải. Vua vái phải chúng ta cung kính đảnh lễ chứa cho Đức Phật mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, kinh Kim Văn Minh Tuệ Thánh Vương này thật hiếm có, khó lường, đầu giữa cuối đều thiện, văn nghĩa hoàn hảo, có thể thành tựu tất cả Phật pháp, người nào thọ trì tất là báo ân chư Phật. Đức Phật bảo rằng: Này Thiện Nam, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Này Thiện Nam, người nào được nghe kinh điển này thì đều chẳng thoái lui đối với vô thượng tên là chánh giác. Vì sao? Này Thiện Nam, vì kinh này có thể làm cho căn lành thù thắng của Bồ Tát Bất Thoái Địa được thành tựu, là pháp ấn bậc nhất, là vua trong mọi kinh, nên cần lắng nghe thọ trì đọc tụng. Vì sao? Này Thiện Nam, vì nếu tất cả chúng sinh chưa gieo trồng căn lành, chưa thành tục căn lành, chưa cần của các đức Phật thì chẳng thể nghe được pháp vi diệu đó. Thế nào thì nữ này có thể nghe nhận thì tất cả các tội chướng đều được chữa hết, được thanh tịnh bậc nhất, thường được thấy Phật, chẳng liệt khỏi cho Phật, và bậc thiện trí thức có hành thù thắng, nghe diệu pháp trụ ở Bất Thoái Địa, để được các môn Đà La Ni thù thắng không tận không giảm, như Đà La Ni hài ứng suốt diệu công đức không tận không giảm, Đà La Ni thông đạt chúng sinh ý hành ngôn ngữ không tận không giảm, Đà La Ni nhập viên vô cấu tướng quan không tận không giảm, Đà La Ni mãn nguyệt tướng quan không tận không giảm, Đà La Ni năng phục chư hoặc diện công đức lưu không tận không giảm, Đà La Ni phá kim cang sơn không tận không giảm, Đà La Ni thuyết bất khả thuyết nghĩa nhân duyên không tận không giảm, Đà La Ni thuyết bất khả thuyết nghĩa nhân duyên không tận không giảm, Đà La Ni thông đạt thật ngữ pháp tắc âm thanh không tận không giảm, Đà La Ni hư không vô cấu tâm hạnh ấn không tận không giảm, Đà La Ni vô biên Phật giai năng hiển hiện không tận không giảm. Này Thiện Nam, những Đà La Ni môn vô tận vô giảm như vậy đều được thành tựu. Đà Bồ Tát này có thể ở tất cả cõi Phật trong mười phương, khóa làm thân Phật, diện nói với sự chánh pháp vô thượng. Đối với pháp chân như, chẳng động, chẳng trụ, chẳng đến chẳng đi, có thể khéo léo thành thục căn lành của tất cả chúng sinh, mà chẳng thấy có một chúng sinh nào được thành thục. Tôi nói vô số các pháp, nhưng ở trong ngôn từ chẳng động, chẳng trụ, chẳng đến, chẳng đi, có thể ở trong sinh diệt mà chứng pháp không sinh diệt. Vì nhân duyên gì mà nói các hành pháp không có đến đi? Vì do bản thể của tất cả pháp không khác. Khi nói pháp này thì ba vạn ức đại Bồ Tát được pháp nhẫn vô sinh, vô lượng các Bồ Tát được đạt được tâm Bồ Đề, không thoái lui vô lượng và biên tỳ kheo, tỳ kheo ni được pháp nhãn thanh tịnh, vô lượng chúng sinh phát tâm Bồ Tát. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: Pháp thường thắng ngược dòng sinh tử, so sánh với diệu khó được nhìn, khổ tình bị tham dục che mờ, chẳng thấy nên chịu khổ vô cùng. Bây giờ đại chúng đều đứng dậy đảnh lễ dưới chân Đức Phật bạch rằng: Và Thế Tôn, nếu ở đâu có giả nói đọc tụng kinh Kim Văn Minh Tuệ Thánh Vương này, thì chúng con cả đại chúng đều đi đến đó làm đại chúng nghe pháp, khiến vị thầy thuyết pháp ấy được lợi ích an lạc, thân không chướng ngại, ý được thư thái, chúng con đều sẽ tận tâm cúng dường, cũng khiến cho chỗ thánh chúng yên ổn vui vẻ ở cõi nước, ở trong cõi nước không có các khổ và oán thù kinh sợ tai nạn đói kém, dân chúng luôn đông đúc. Nơi đạo tràng nói pháp này, tất cả những trời người chẳng phải người, tất cả chúng sinh đều không được giẫm đạp và làm ô uế. Vì sao? Vì chỗ nói pháp tức là tháp Phật chẳng phải dùng hương hoa lộng phướng báu bằng lụa theo đẹp đẽ để cúng dường. Chúng con sẽ luôn giữ dịch ủng hộ, khiến cho nơi ấy không bị suy tổn. Đức Phật bảo đại chúng: Này Khát Thị Nam, các ông cần phải tinh tấn chuyên cần tu tập kinh điển ví dụ này. Đó tức là làm cho chánh pháp tồn tại lâu dài ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Kim Văn Minh Tuệ Thánh Vương, quyển 4.